này bởi vì Chỗ nào đông người nhất hả bạn? tôi nghĩ chỗ này hoặc chỗ này, khu chung cư ở đây này. Ok, hello, Welcome xin chào các bạn. Robert. Hôm nay Yes, thì welcome mình sẽ to Robert. đi solo squad một mình nhá. À, không, mình kiểu đi lẻ thôi. Lát kiểu Yes, gì mình cũng quay lại với team mà. sir. Nhưng mà Welcome đầu trận mình sẽ nhảy vào cái khu mà mọi người bảo là đông người to Robert. Tổ 4 không bật để mic xem là nó như thế nhỉ? nào. Hôm nay thì mình Tôi sẽ không cố bật gắng mic múa kia từ may lâu quay cuồng rồi. một tí nhá. Ông có nhảy à? Thấy mọi Mẹ người ông dạo quảng cáo này xong kỹ ông năng cháy cao rồi. quá, toàn kiểu thấy to múa may quay cuồng rất là nhiều. Thế nên là mình cũng luyện luyện Ok, ông nhảy tí vào cho anh khu em xem nó đã mắt khu nhỉ. Chứ dạo này mình không gọi là gia tăng cái kỹ năng nên nó hơi thụt lùi tí, các bạn thôi thông chưa cảm nốt nhé. trận này đi đi làm phát. Hình như không có ai xuống cùng anh em ạ. Ấy ạ. May quá tí thì chạy lầm anh em ạ. Tại sao cái đéo vậy? Rồi. Ôi, bạn này vừa quay được cái tóc mới của cái vòng quay mới này. Hết cả Quay mặt bộ tôi đồ mất. thì nó sẽ đẹp hơn. Trong phòng có người này. Chạy đi mất rồi. Nó chạy À, sang nhà bên chưa kia chưa anh em chạy. ạ. Đuổi theo. Hình như nó không có Số súng. 2 lắc hơi kinh ấy. Ui, đông nhỉ. Đông đông đông. Mình sai, mình xin lỗi. Team hình như team 3, team 4 gì đấy. Chạy là có trong nhà mình súng như này. Muốn đợi tôi. Hơi cùi tí, không dám quay em ạ. Ông không nói chuyện nào số 2. Ui, hình như bọn nó đẩy xa anh em ạ. Đông này. Mất một này. Rồi. Ủa, lên luôn rồi. Vai trưởng. Sợ thực sự, hình như nguyên team 4 hay sao ấy, đúng rồi. Nguyên team 4 anh em ạ. Uzi này đầu game cận chiến khỏe nha. Có khi nó cũng gọi là gần gần ngang ngang lại xúc gan đấy chứ không đùa được đâu. Con bot chạy vào này. Rồi, mút luôn. Đây đây đây, tôi Cho mình phải kiếm xe chạy qua đồng đội hỗ trợ thôi nha bạn. mấy ông bị nhóc hết thế Chứ này. thấy đồng đội hấp hối lắm rồi đấy. Còn có một ông còn sống à. Cứu 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 phát con này công qua này. Đi vào đây, đi vào đây, đi vào đây, đi vào đây. Hả? Vào đi, vào đi, vào đi. Sao đéo có máu? Đây bên trái có người chạy vào Không này. cầm shotgun đi. Cầm cầm Tôi cầm cũng phải shotgun. quấn băng đít đây. Tôi đéo có Cần làm máu. Hình như bot. Đúng bot Nó mà. đến Thấy rồi, người nó đâu? đến rồi. Không, À bot, mày bot thế. thôi. Bạn. Đây lại đây chia máu cho Xoa này. xoa xoa tôi xin máu tí. Đây 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 bạn ơi. Tôi nghi là nó ở... Tôi nghi là nó ở trên giàn giáo. Mình mua một đống máu và chạy sang ship cho đồng đội anh em Ông ạ. cũng... À, đằng sau. Xe xe. Nó... Vào kho này. Ơ, mình thấy nó dừng sát đây mà sao lại vào kho Bình tĩnh thôi. nhỉ? Bịp thật sự. Xe giờ vào đây. Ông cẩn thận Nó đang nha. ở dưới kho. Đừng đừng. Không có quả bom anh em nhỉ? Có mút khói à? Lên luôn. Nó một. Hai hai. May quá. Tí hẹo em ạ. Rồi, thế là xong. Thôi nút máu. Đây này, Watch nó out. ngồi đây này. Nó ngồi đây ông ơi. Nó ngồi Đâu chỗ đâu đâu. tôi chấm kìa. Ok. Đâu đâu, vứt vứt tôi bình máu nào. Đâu, máu đâu. Rồi. Nhà kho à? Ok. Ừ, đúng 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 đúng. Nó ngồi y ở đây này đấy. Ơi. Hả? À ừ. Đâu? Thấy ai đâu? Linh chân trước mặt. Có mót à? Nó vẫn ở đây mà. Ủa? Đâu vậy? Bảo chạy ở Ông đây kia mà ông chịu check kiểu gì đấy?
Một ông trò anh em ạ. Xong 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 xong. Ông Bình. Ông kia tiêu diệt 11 rồi kìa. Bắn đi tiên vậy. Ông nào đấy? Ông nào bắn kinh vậy? ông số 3 bắn điên vậy. Được từ đâu nhiều thế. Nếu các bạn có nhu cầu quay lại game hoặc là mới chơi game này thì các bạn có thể liên hệ shop của mình để mua ạc nhé. Còn các bạn muốn mua ạc ở trên page của mình ở trên Facebook ấy, thì các bạn vào video của mình ở bên dưới phần mô tả video là có link đây nha. Thì các bạn vào bằng link này là chuẩn nhất, các bạn đừng lên Facebook tìm tên shop của mình nha, tại vì nó ra rất là nhiều fake. Và các bạn nhớ check kỹ thông tin giao dịch giúp mình nha. Trước khi giao dịch thì các bạn nhớ gọi vào số điện thoại cho chắc ăn. Và các bạn nhớ check kỹ đúng từng số trên màn hình của mình nhé. Ai YouTuber? Ai? Tôi nghĩ ông số 3 là YouTuber ấy. Giọng rất giống điện. YouTuber ấy. YouTuber đéo gì, vớ vẩn vậy. YouTube cái gì? YouTube. Nói thế, người ta đéo nhận nữa bây giờ. Mày cứ phải giả vờ không biết gì đi, hiểu không? Để cho thằng người ta nói chuyện. Người ta biết cái, người ta nộ, người ta ngại, người ta tắt mic đi. Có phải là anh em buồn đâu. Không có thể giúp tôi được như ông không? Tôi cũng muốn được trở thành như ông ấy. Một người quyến rũ. Tôi có con kim biết nói chuyện. Nhưng mà bắn thì tôi không bắn được hay thôi. Wow, YouTube rồi. Im mà biết YouTube rồi. Bao nhiêu chấm? Có người đến này. Bao nhiêu chấm? 5 chấm không ạ? Nóng 1. Còn 1 đi em ạ. Bắn đéo hắc gì hack. Bên kia kìa, bên kia. Đây đây. Rồi. Liệu. Đấy, kia, chuẩn nhớ. Chuẩn nhớ. Full luôn. Sao đâu. Awesome. Ông phải bắn đứng nhồn lên, đứng nhồn lên. YouTube. 5 chấm là YouTube rồi. Thank you. Trời ơi, 5 chấm bình thường mà. Nhưng mà ông có hack không đấy? Không. Nó, tôi xem quan sát có nhìn nó mà nó có hack đâu. Bắn ghê vãi lìn. Lỡ tôi hack thì ông kia xem qua màn hình của tôi cũng làm sao mà biết được. Đúng. Ông kia nói chuyện này, chán thật. Đi. Ông này sử dụng gyro không ấy? Ông số 3 ấy. Mình có nha. Sử dụng gyro mà bắn cứng nhờ. Có xe nữa. Đuổi. Hai đầu một người mà lại không thấy trúng được thêm một viên nào anh em ạ. Trúng thêm là rụng đấy. Đi có một tí thì đấy. Ui, hai xe kìa. Kìa. Xe thế. Ok, nó rụng kìa. Nó ở mé bên trái kìa. Ồ đấy. Cái ông này bắn kinh thật sự. Ông kia bắn iPad à? Ông số 3 bắn iPad à? Đâu, bắn điện thoại mà. Nó 1. Nó 1 rồi, lên đi ông. Tôi lấy xe, tôi cán nó. Ủa, kia kìa. Cày thế nhờ, tay ra mồ hôi bắn nó bị rung tâm ạ. Số 3, dùng iPad à? Hay là dùng điện thoại ấy? Bắn múa may kim nhé. Mình dùng điện thoại thôi. Người ta dùng cái gì chẳng được. Đẳng cấp. Quá đẳng cấp. Con nào bay thì con đấy đúng không? Quay ra. 15 kill. À vậy quá đỉnh. Ủa khác đấy, ông nhìn thấy chưa? Thề màu hồng một bơi luôn. Không cá tính. Đẹp trai. Như thế này người ta đã thấy là đẹp trai 70%, 80% rồi đấy.
đái to nữa thì 100%. Ông cứ nói thế, lên TV đấy, cẩn trọng lời nói đấy, ngôn từ mất kiểm soát đấy. Nhở, tôi quên mất. Ông chả tỉnh táo ơi. Tôi hồi trước mẹ cũng bắn với mấy cái thằng đấy xong cuối cùng, nhưng mà tôi nghĩ là mấy cái ngôn từ bất kiểm soát này nó không cho lên đâu. Tôi thì gặp nhiều rồi. Không sao không ạ, mỗi người một có một cái tính riêng. Ô, người kia, người live bot à? À đúng. Không, à, bot. Vãi cả người lai bot ạ. Kiểu mỗi người có một cái cá tính riêng ấy, chửi nhau cũng là nghệ thuật mà. Ô, trong nhà Chửi có người nhau à? bằng nghệ thuật và người theo nghệ sĩ đúng không? Chọn rồi. Tác giả Tôi đương đại. nói chuyện thế, ông kia tí nữa có đăng thì ông che tên tôi lại nhé. Ông kia thì Ông ông kia tôi nghĩ cứ để không. tên tôi. Ông kia chỉ đề cái lúc mà chửi bậy ông kia mẹ chèn nhạc vào là xong. Chèn Đừng nhạc. đừng đừng, ông cứ che tên tôi đi là được. Tôi không phải Tội đâu. YouTuber như ông nhưng mà khá nhiều người biết. Đã nhiều người biết. Ông sợ gì? Không sợ đi, mất quan điểm. Lúc chửi thì che tên mà lúc hết chửi thì lại mở tên ra đúng không? Thôi, tốt nhất là ông che tên tôi luôn đi. che che cả tên tôi cũng được. Tôi nghi ông này giống NST lắm. Ông muốn là ai ông là? Đây có chiếc xe máy này, Ông này giống thật có khi trong này có người em ạ. ân gạo ST này. Hack rồi, hack rồi, hack rồi, nộ hack rồi, chết rồi. Tôi không nghĩ là nó ở đấy luôn. Trong nhà kìa, trong nhà tầng 2 kìa. Ôi. Ông này. Đây, núp trong bụi Ôi. cây này. Siêu yếu, siêu yếu. Ôi dồi ôi. Ông này bắn như hack. Ôi dồi ôi. Tôi không nhìn thấy một cái gì cả. Ông này ông bắn như hacker. Chắc là dùng phần mềm thứ dùng 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 phần mềm thứ 4 nữa rồi, đéo phải thứ 3. Nói về mất quan điểm đi. Nhưng mà tôi nghĩ là ông này kỹ năng cao hơn. Nhưng những cái lúc mà tôi nói nhá là ông này im im này, chắc chắn ông này im im này, ông này ghi hình lại này. Nghiếm. Không, lúc lúc mà ông ấy im im mà lúc đấy ông ra ông nói đạo vị sự đấy, mấy cái thằng danh con nó đang nói Ông chuyện cắt hết. đấy, dạng dạng như vậy, Thật thật thật, kiểu kiểu như tôi thế đó. bảo là Ông ấy tương tác lúc đấy là ông đang tương thật, tác rồi. ông tương tác với khán giả đấy, kiểu Đúng đấy rồi, lúc ông im đấy im đấy, là hạ lúc ông im đang rồi tương đấy, hạ tác im rồi đấy. Đấy, đấy. những cái người như thế như anh em mình thì chết thật, Trà trà trộn thì trộn cũng lần sau lộ là phải nói rồi. trước đấy nhá, trà trộn lần sau nói trước để còn có những ngôn ngữ gọi là đẹp đẽ để cho khán giả. Lại bắn không mất một giọt máu nào, bắn quá đi đây đéo phải. Ô sau tính kìa, ô ô kìa kìa mà bị dơ bên trước sau đây. Tôi đây theo tôi nhận xét sau một trận đấu, ông kia ông giết 20 đứa thì tôi là tôi nghĩ là ông này sẽ chuyên nghiệp trong ngành mấy năm rồi. Tương tác với khán giả nữa, tương tác với anh em tôi này. Rồi, chắc mình sẽ dừng video tại đây. Cảm ơn các bạn theo dõi đến cuối video này của mình. Mấy ông này nói nhiều hơn cả mình ạ. Ông dừng lại mau. Ông này múa đến cái lỗi tôi ném chảo còn trượt. Thôi, chắc tôi sang liên quân đây. Chứ nhìn thấy ông này múa, mắt tôi bắt đầu nhảy rồi ấy. Chuối ơi, chuối ơi. Xin lỗi em, xin lỗi vì không tin tưởng em. Em không chơi.
Sao?